Rồi, xin chào cả nhà. Ngày mới chúc cả nhà có nhiều niềm vui nha. Mình thì hôm nay mẹ mình không có đi bán cho nên hai mẹ con sáng chạy về ngoại chơi nè. Chẳng xíu thì mình sẽ đi chợ kiếm gì đó đi nấu cơm ăn với ngoại luôn. Rồi, xe vừa chạy qua. Nhìn này, con này giống lưu nhà mình không các bạn? Mà lông nó đậm hơn lưu một chút. Cao giò hơn lưu nữa. Hai mẹ con đó, đó con này mẹ nè, này con mẹ con mà bự hơn mẹ. Ồ, một cái bắp chuối có đeo còng dây này cho chống trộm nè. Ui nhỏ phải không? Ừ, phải không? Về 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 chuyến giờ mình về thì ngay đặt xài sỏi đang có bông nữa các bạn, chắc khoảng qua Tết, qua Tết mới có trái ăn, giờ mới có bông à. À dạ. Đây xoài này, xoài Đài Loan, cái nó bự lắm mà ăn nó không có chua, nó ngọt ghê, bông quá trời luôn kìa. Đu đủ giờ là hết rồi nè, mới cho trái đợt cuối nữa là hết rồi. Để mình giờ mình kiếm trái vô, mình hồi mình cho mẹ kiếm gì vô hầm ăn thì thấy đu đủ ấy, thèm quá. Kiếm trái mau dịch đằng đây nè, kiếm trái tròn á, chứ trái dài thì nó lạc rồi kìa, trái đang mau dịch rồi kìa, trái này cũng muốn mau dịch rồi nè, cái này bự hơn. Ăn trái nhỏ nhỏ thôi, vừa vừa thôi, bự quá ăn không hết. Ồ, cháu quá, không biết bạn thấy không, trái kia là hầm đủ rồi, cả nhà ăn rồi đó các bạn. Trái kia là nó hơi bự một chút. Hôm ngày cũng có mấy gốc đốn hết trơn kìa, thưa, nhìn cái vườn thưa hết. Trước mình quay cho các bạn xem á, đặc nghẹt luôn. Bây giờ tới bưởi rồi lên nè, bưởi với cam. Chợ bây giờ người ta đang xây lại đó các bạn à, mỗi một người mà ta giờ xây cho một cái bực, một cái chỗ ngồi luôn. Và bây giờ mấy người mà bán đồ trong chợ đó, người ta ra ngoài đã bán hết trơn rồi, xây cho kịp bận đến Tết. Ta đang xây nó, giờ mấy người bày trái cây, rau quả, củ quả đồ ta ra ngoài hết rồi. Giờ mình với mẹ mình đi ra chợ kiếm cái gì đó về hồi hầm cái đu đủ để mình hái á, vô ăn. Rồi. Hai bên đây là quầy thịt heo rồi nè. Kiếm đuôi hay giò vậy mẹ, đuôi vậy? Thịt heo. Rồi cái đuôi bự quá. Dạ không? Sườn không ngàn nhiêu ký rồi cô? 150 hả?
Dạ thôi được rồi, để mua cái khác. Mua cái khác gì kho, cái đó hầm thôi. Đây là đồ biển. Để xíu cái đây nè mẹ. Ở trong chợ bây giờ là ta xây hết trơn à. Kiếm gì kho á mẹ, kiếm gì kho khô á, kiếm gì kho tiêu á, cái còn cái đuôi mình hầm, kiếm cá, có cá bóng cái gì không, hay là cá gì đó, cái gô, cái cá, hình như, dạ, dạ cũng chưa rồi, cũng 10 giờ. Này bắt đầu khô rồi. À. Người ta gào đang đóng. À, người ta xây xây cái gạch lên nhìn xong còn ở trên thì người ta làm mình dán. Rồi. Cho mỗi người một gian vậy luôn. Mình đang với mẹ mình đang vô trong chợ cá nè. Chợ cá thì người ta không có, là người ta xây sẵn rồi. À, bây giờ người ta xây chợ trên đầu gãy với gao, đầu gãy với bách quá rồi đó. Ờ, cá phèn đó mẹ. À, bà ngoại thích ăn này lắm. Cá ngát nè. Nhé, này nó con. Làm tôi như vậy, tôi nói đúng rồi, vậy. Tôi có hồi giờ mà tôi nói cái gì á chứ. Nó ngát xong, tôm xong. Đâu có chị vợ tôi nói vậy mà chị không có nghe rõ đúng không? Rồi. Đang giới thiệu giùm. Không dài đang thấy á. Dạ tôi bán đâu. Dạ bán đâu đó. Dạ bán hay luôn á, chỗ này luôn á. Cái đó là chỉ có vài bữa đó là xong rồi. Ở đây đây thầy chờ một cái đường rộng ngay luôn à. Mẹ mà đi, mẹ mình đi ra đường nó ai nhìn ra đâu. Bịt kín mít rồi. Rồi bây giờ là mình với mẹ mình sẽ đi về. Đi về nhà nấu cơm ăn. Hôm nay về ăn cơm với ngoại. Bên đây người ta bán trái cây rồi, bánh còng kìa các bạn. Bánh còng, bánh cam bánh còng. Cam bánh còng. Cây bơ nhà ngoại mình có bông rồi nè các bạn. Chắc qua Tết mới có trái ăn. Rồi cây mít kìa, trái quá trời luôn. Mít này chứ trái vui thôi. Chứ ăn uống gì. Con gà gái ỏ. Có hai trái bưởi nè. Hai bưởi để dành Tết chưng. Sắp Tết rồi. Bưởi da xanh đó các bạn. Trái kia nhỏ hơn trái này. Mấy cái này nó đang ra trái nè. Học việc học dịch chút xương cũng ngon. Tết nay bạn nhiêu ngoài?
ba rồi 94. À, năm rồi 94 rồi mà. Đâu. Mới 93. Năm nay 94 hả? Tay gì ta đây ta. Tay là 95 rồi phải không? Cũng 4 mà. Khổ sơ kỳ vậy. Là tụi là tụi mình là mới đi trước tụi Tây phải không? Là tụi mình là sinh ra là 1 tuổi rồi. À có biết mẹ gì nhưng mình sinh ra cái kể tuổi rồi. Là tụi mình, thành tụi Tây là năm sau đủ tuổi mới tính. Vậy là bà là tụi mình là 94. Tụi Tây là 93. Ai biết đâu bà có biết nữa. Còn đó bà cụ không cho ta đi học. Mẹ là mới chốt khổ. Mà biết chữ là được rồi. Biết gì? Bà biết chữ mà phải không? Biết đánh dần để chứ biết gì. Đánh dần thôi chứ không có biết gần hả? Không có đọc được. Ừ. Thấy chữ ra chữ A, chữ B, chữ gì biết mà mắc đánh dần mới được. Okay, không biết chữ mà nuôi mình gì 8 đứa con là được rồi. Nội ông ngoại chị phải ông ngoại chị sớm mà đồng ở trên. Ủa mày để cái cục đuôi luôn như vậy luôn hả? Để luôn vậy lát nữa cho ngoại. Những ngón tay nhìn như ngón tay vậy. Cái răng. Rồi. Để ông ngoại gửi luôn nè. Các bạn thấy trái mít nó bị nứt không? Không, cái này nếu mà ấy thì ăn được nè. Nhưng mà không biết mít này có ngon không? Mít này mít gì vậy Đạt? Mít này mít gì vậy? Chín nè. Mà bị nứt rồi nè. Hả? Mít chắc mít nghệ quá ha. Không phải mít nghệ. Ngon không? Hào hái cái này xuống nó đi. Nứt nè. Cái gì? Còn cứng hả? Để chị để trên cây ăn cho nó ngon ngọt. Ở dưới con trái nữa kìa. Mẹ cái gì người ta nói là bị nứt là bị dư phân hay sao á. Thì ở đây tại cây cối đồ nhiều rồi lá cây đồ nhiều nè. Phân lá cây rồi đó. Cái này tên là con cá phèn. Cá phèn sông. Cá phèn. Cái này là kêu phèn chỉ nè. Phèn chỉ. Phèn chỉ nè. Còn mà phèn chỉ loại là nhỏ 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 xíu, còn này còn loại bự. Rồi còn loại phèn gì nữa mà? Đâu có. Phèn này không à. Dưới ngoại có mấy cái bóng đêm nè. Cái chậu bóng đêm ở nhà mình đó là xin từ đây nè. Trước được 4 chậu mình kinh hết chậu rồi, còn 3 chậu. Mà ở đây nó không có bông nhiều bằng nhiều với nhà mình. Mới rụi vậy. Tao với nó cao hoài luôn á. Lá có dưới bự không? Bự. Bự hơn lá này nhiều. Bự. Quá đủ đất ăn. Ừ. Tại vì cái chậu của tao chậu trà bá mà. Còn cái chậu sành. Chậu mũ nhưng mà nó chậu bự gấp chục lần cái này mày á. Chậu cho bà chậu chậu đó lớn lớn. Lớn đẹp lắm á. Ừ. Mấy siêu thị chậu ăn thấy không? Không cần tốn đất luôn nè. Tại làm siêu thị cho trồng đất. Trồng này nó không có dơ. Mà nó cũng phát triển nè. Lá cũng bự nè. Nước nước hết trơn, tí nó chậm hoài á. Ừ. Nhưng nó sống. Nó sống chủ yếu bằng nước mà. Cái đậu đủ này nãy mình hái, cái này nấu vừa nè. Cái trắng quá thì nó lạc. Mà nếu mà đỏ quá thì nấu họ nó dễ gục. Vậy chín hả? Thì mình thì nấu thịt gần chín rồi mình bỏ nó vô. Dán đứng nấu cơm. Chút nữa để đu đủ vô. Cái sắp chín rồi nè các bạn. Ngon không? Thường là ngoại mình ở nhà với cậu Út. Với hai đứa cháu. Hôm nay cậu với thằng Tiến đi đám này. Còn Đạt nhà. Tiếng Đạt à, gấp bơ
Bái con miếng cơm thôi. Chưa có cơm. Bái con con đó luôn đi. Mà nhìn, nhìn nhìn cái đuôi heo mày không cắt ra cho mà để gì luôn. Để đó luôn cho mày. Mày cắt nguyên cái đuôi luôn mày. Thôi ăn. Đây, mày cái nhà vô dùng cơm nha. Nay nay về ăn cơm với ngoại. Nay mẹ con về ăn cơm với ngoại, mời mọi người ăn cơm với gia đình ngoại nhau. Mời ở nhà để ăn cơm. Mày cháu xúm lại ăn cơm. Ngoại mời với cháu xúm lại ăn cơm. Dẹn đi chứ nội. Rồi bới mà nè. Diễn nữa. Thịt á. Lấy tay bóc ăn. Giờ găng không biết còn cặp nữa không? Nổi không? Nổi ngoài. Cho mềm á. Mềm. Mềm ơi, mềm ơi. Cắn hồi ra. Giả rồi, con đó. Cái mình nhai còn hơi mỏi hả? Con gái thứ 8 về đưa cho nguyên khúc đuôi không biết sao ăn nữa. Đầu có lóc ăn được. Ăn đầu có lóc luôn hả? Ăn đầu có lóc thịt như vậy ăn đầu. Cái đó vậy sụn không ạ? Cứt về. Để nguội chút rồi. Cứng hay nóng? Cho ăn đi. Mắm hả? Chấm nước mắm. Chấm nước mắm mới chịu. Rồi chấm nước mắm đi chưa? Vậy. Chấm nước mắm mới chịu á. Hồi mà đương thầy. Không, được không? Khoát một. Đó. Hồi đương thầy. Được mày? Được hết chưa? Được không? Bài bán đó, được chưa? Thôi, bà ăn được luôn kìa. Bán nó được, thì mèo mừng. Mắm mắm được, nhưng mà không ngày thương cũng được. 94 tuổi rồi, ngày mai nó 94 rồi đó. Ngày mai nó 94 rồi. Này mới 93 rồi nha. Cặp đuôi heo luôn kìa. Ngon không? Để cho nó ngon. Ôi nhóc vào mày rồi. Ăn đi. Cá mới kho mà. Đâu phải ấy đâu thôi. Mất tiêu rồi thôi muốn chết. Thôi. Cá tiêu rồi thôi muốn chết. Ngon ăn luôn. Rồi cùng đi ăn. Ừ. Ừ, muốn ăn. Cũng tưởng ta ăn rồi. Nè, chưa dám hả? Họ đi đáo đem đồ ăn gì nữa vậy nè. Ừ, lên đi thêm nữa hả? Ừ. Dạ, đúng rồi, bảo vợ cho nội nè. Ừ. Gửi cho nội vô ngoài giùm bò về về cặp. Gửi giùm bò về cho má nha. Đám lột. Mình dỗ bên chị xui á. Để nội nói. Gửi giùm bò về cho bà gặp. Thôi. Không ạ. À. Hưng lùng. Lùng trái. Hưng lùng. Thầy yếu là lùng hoài. Hưng cao. Không. Hôm nay con nhiêu tuổi rồi? 18 tuổi. Nó đàng hoàng, trả lời đàng hoàng. Nhiêu tuổi? Dạ 6 tuổi. 6 tuổi hả? Nãy nghe 18 tuổi. 18 đâu. 18 tuổi già lắm. 18 tuổi già hả? 18 tuổi mới 18 tuổi mà già gì? Già hơn con phải không? Ừ. Rồi tướng mới đi kìa. Không gầy, không gầy như giảm cân hả phải không? Không biết. Không mày còn không có cân hả? Không biết cân hả? Cân lại lên cân ảnh. Đại thanh cân lúc kim luôn phải không? Ai khổ vậy? Che mà che bên bên mát. Đâu. Trời xuống luôn rồi nè. Dạ. Sớm giờ Tiến Viên Đạt đi bắt được mấy con cá nè. Hôm nay giờ mình bằng cơm. Cơm ăn xong mình chìm đi về. Hôm nay về ngoại ăn cơm nguyên ngày luôn. Đây. Có hang lương nè, lương nè. Cua đó. Mắt ở đâu vậy? Mắt này mưa nó chứ ở đâu vậy? Còn sống không? À. Để vô lâu qua còn sống anh tới. Chết rồi, mặn luôn đi. Nó xíu. Kệ nó.
đạp cái đi luôn. Trời ơi, thôi vậy là cái lò kéo này vậy rồi tính ơi. Hả? Cái lò kéo này vậy rồi chứ đâu phải mẹ mình mua dưới cái cũng vậy nè. Mắc được ba cái lốc mà cái nó mày đập rồi là nó không có lớn đâu. Với mấy cái gầm. Gầm cái sạc. Để vô môn vô đi. Này mình nấu canh chua với môn. Với rau nhúc. Hái mấy được mấy cọng nữa các bạn. Cá đồng luôn đó nha. Cho môn vô. Mấy ngày mình nó không biết ăn canh chua môn. Này nấu cái ăn thử nè. Ủa cái này nãy có là bằng gỗ con Đạt. Có cái đâu. Nè. Sạch không? Ủa là con mấy cái gột đó để vô cũng được vậy tí. Còn này cá là sáng. Ở dám ướt Đạt đâm kìa. Lũ gì? Bấm chuối hả? Chuối. Chuối chấm muối hả? Chín rồi đó. Chưa đâu. Chín rồi, bấm chuối bạn sống được mà. Cục. Lục. Chín rồi, mà lột quá nhiều quá nó dai nhách. Ừ. Bấm chuối bạn sống được mà. Sợ nó chát. Chát rồi chát. Chuối nằm chuối gì vậy? Chuối gì vậy? Chuối gì? Chuối sáp. Mời mọi người ăn cơm. Múc nước gì đó là múc nhiều nhiều á mẹ, nó mới không mặn. Nữa. Nhiều gì vậy? Nhiều đó nó không mặn, chứ nó mặn. Trời chiên rang muối ớt mà kỳ quá. Mẹ ít nè. Rồi ăn cơm. Cho người ta cái đầu nè. Ăn cơm lên xe. Bữa cơm không đồng của con Đạt đó. Chỉ cần tốn sức thôi. Bắp chuối nha. Cái chua môn, cái môn gì? Môn ngọt. Mà ăn luôn nguyên cái mà cắn gì. Ăn luôn cái vỏ luôn. Nó có nguyên vậy đó. Nó không có nhớt. Con lột ra bị nhớt. Với nó mềm nữa. Ngon không? Ăn cũng sao. Này chắc muốn ăn bá cháy luôn. Nhậu thiếu màu là gạt gạt ra. Chập bắp chuối. Chấm ớt. Được rồi. Luôn. Còn không mình ăn chanh không? Chắp cá vào đây. Mà ăn với mắm. Đá mình cá rồi. Để chút qua cho một tí. Dạ, không hết. Đâu quá.